Cảm ơn các bạn đã đến với video thứ 109 kênh Nấu Nướng cùng KTK. Các bạn ơi, trời mấy hôm nay lành lạnh, chắc là thời tiết chuẩn bị chuyển sang đông rồi. Và những món nóng chắc chắn là sẽ thích hợp với thời tiết này đúng không các bạn? Vì thế, hôm nay KTK chia sẻ với các bạn một cái món chắc là rất thích hợp. Đó chính là món cháo khô mực. Một tô cháo nóng hổi, thoảng mùi gừng tươi, hành lá, tiêu và vị ngọt đậm đà của khô mực. Chắc chắn KTK sẽ đem đến cho các bạn một món thật là ấm lòng trong những ngày đông lạnh. Và KTK cũng chia sẻ với các bạn một cái bí quyết để mình làm món cháo khô mực mà không hề bị tanh mùi mực. Các bạn cùng xem với KTK nhé. Để chuẩn bị cho món này, các bạn có 6 con khô mực vừa, chúng ta sẽ ngâm trong 3 tiếng đồng hồ nha các bạn. Và 280g gạo, 60g nếp, các bạn vo sạch và để ráo. Tiếp nữa, các bạn cho một ít dầu ăn vào chảo đã được đun nóng, rồi mình cho một ít tỏi băm vào, phi thật thơm lên và cho phần gạo đã được vo sạch và để ráo. Phần này các bạn thấy là khi mà mình phi hành tỏi lên cho nó thơm đó, thì cái gạo rang rất là thơm và các bạn thấy có một chút nếp để giúp cho món cháo của mình nó có một cái độ sệt rất là vừa phải luôn các bạn. Gạo rang đến khi vàng nâu là được các bạn ha. Rồi mình chuẩn bị một nồi nước, các bạn cho vào 3,5 lít nước. Chúng ta cho phần gạo rang vào trong nồi nước. Chúng ta đun sôi. Đến khi sôi thì các bạn nhớ là mình sẽ vớt thật sạch cái phần bọt. Và sau khi vớt sạch bọt rồi, các bạn sẽ ninh gạo ở cái nhiệt độ thấp, lửa thấp các bạn nha, cho đến khi cháo nó nhừ ra là được. Rồi trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ vớt phần mực đã được ngâm 3 tiếng ra. Và bí quyết để làm cho mực không có mùi tanh đó là các bạn cho vào 300ml rượu trắng cùng một ít gừng cắt lát đập dập và một chút muối. Các bạn cho từng con mực vào và chúng ta rửa, thế là cái mùi mực tanh không còn nữa các bạn, mực rất sạch luôn. Rồi và các bạn bỏ cái phần nang mực đi các bạn nha. Và chúng ta sẽ cắt mực ra thành những cái sợi có bề ngang khoảng 1 cm. Phần đầu mực thì các bạn có thể cắt làm đôi hoặc là làm ba. Vậy là mình đã chuẩn bị xong phần khô mực. Các bạn có một ít tỏi, hành tím và gừng. Các bạn băm hai cái củ tỏi và băm nhuyễn hành tím. Gừng thì các bạn sẽ sắc thành lát mỏng, rồi sau đó chúng ta sắc thành sợi, một cái củ gừng cũng to to các bạn ha. Mình sẽ đun chảo nóng cho một ít dầu ăn vào và chúng ta phi tỏi băm, hành tím băm. Các bạn xào lên thật là thơm, rồi sau đó chúng ta cho vào gừng cắt sợi. Các bạn cũng xào lên. Kế tiếp nữa là toàn bộ phần mực đã được cắt sợi lúc nãy. Phần xào như thế này thì mực của chúng ta sẽ rất là thơm luôn các bạn. Như vậy lúc rửa mực với rượu thì nó đã sạch mùi. Và bây giờ xào với gừng và tỏi hành tím nữa thì rất thơm. Sau khi xào khoảng 5 phút, các bạn cho toàn bộ phần mực xào vào trong nồi cháo. Và chúng ta sẽ tiếp tục ninh cho đến khi mà cháo nhừ và sệt lại là được. Các bạn chuẩn bị một ít đầu hành đập dập để bỏ vào trong cháo. Rất là thơm các bạn ha. Rồi mình sẽ nêm cháo vừa ăn. KTK cho vào 2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường. Và các bạn có thể nêm nếm tùy theo cái khẩu vị của mình cho vừa ăn là được. Các bạn nhớ khuấy cháo thường xuyên để cháo không bị lắng xuống đáy nồi và khét. Rồi mình cũng chuẩn bị một ít hành lá cắt nhỏ các bạn nha. Giờ thì mình chỉ có việc thưởng thức thôi. Múc từng cái cháo nóng ra tô thì các bạn thấy wow, cháo bốc hơi rất là nóng hổi, hòa cùng với mùi hành lá và mực. Cho thêm một ít hành lá tươi nữa, một ít gừng tươi nữa và chút tiêu, các bạn đã có một tô cháo thực sự hoàn hảo. KTK hy vọng là các bạn yêu thích món cháo khô mực hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.